Xuân Hiền cùng Huỳnh Như, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chào và cảm ơn quý khán giả bà con đã lựa chọn Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng theo dõi bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay có những thông tin đáng quan tâm, mời bà con cùng điểm qua. Người dân Cù Lao ở đất miền Tây giờ bí quyết trồng chôm chôm được giá. Chia sẻ cách trồng cà phê thân thiện với môi trường, giúp chống hạn cho cà phê, cho năng suất cao, sản xuất sạch. Sa chi, cây trồng mới được trồng ở Đạ Tẻ, bắt đầu mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Dịch bệnh trên cây cà chua ngày một nhiều, làm cách nào để ngăn chặn tình trạng này? Phóng sự cuối chương trình có một vài phương pháp hiệu quả chia sẻ cùng bà con. Chị Huỳnh Như này, ở đất miền Tây thì chị nghĩ là nơi nào trồng nhiều chôm chôm nhất? Sẵn là lúc này thì đã mang lại niềm vui cho người trồng nữa. Chỉ có hai tỉnh đó chính là Trà Vinh và Vĩnh Long thôi là được nhắc đến nhiều nhất. Mà Huỳnh Như nghĩ đó chính là Vĩnh Long. Bởi vì theo tôi biết thì loại chôm chôm tróc trái tròn dài khi chín có màu đỏ thẫm, gai mềm, ruột trong thì có màu trắng. Hay là chôm chôm Java thì trái tròn, gai ngắn, cùi trắng giòn và thơm ngọt. Còn chôm chôm nhãn thì nhỏ hơn hai loại trên. Khi chín thì có màu vàng sẫm pha một chút xanh, ruột thì có màu trắng, ngọt đậm, có mùi thoang thoảng của nhãn chín nữa. Có quá nhiều loại đúng không chị Huỳnh Như? Và chôm chôm chín đỏ bắt đầu từ tháng 5 cho đến hết tháng 7. Nhưng mà cũng tùy thuộc tài nghệ nhà vườn biết kích thích cho trái ra sớm hoặc là hãm chậm lại. Nếu những năm trước thì nhà vườn trồng chôm chôm tại các xã Cù Lao Minh thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long luôn lo lắng vì điệp khúc được mùa, mất giá, thì chôm chôm vụ nghịch năm nay, nhiều nhà vườn nơi đây phấn khởi vì được các thương lái đến tận vườn thu mua ở mức giá cao. Hiện tại giá thu mua chôm chôm tại vườn là 20.000 đến 22.000 đồng một ký, 30.000 đồng đối với chôm chôm Thái và từ 15 đến 18.000 đồng đối với chôm chôm đường. Theo một số nhà vườn cho biết, sở dĩ giá chôm chôm đạt giá cao như vậy là do người dân áp dụng kỹ thuật đậy mũ cho trái nghịch vụ để tránh tình trạng thừa hàng dội chợ như những năm trước. Trong vụ chôm chôm nghịch năm nay, trung bình mỗi công cho thu hoạch khoảng 1 tấn đến 1 tấn rưỡi trái. Với giá hiện nay, mỗi công vườn chôm chôm trừ chi phí, người dân có thể lời đến hơn 20 đến 40 triệu đồng. Giá sầu riêng ở Lâm Đồng đang tăng 20 đến 25 ngàn đồng so với năm ngoái. Nếu năm ngoái thương lái đến thu mua tại vườn với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng một ký thì nay đã tăng lên 65 đến 70 ngàn đồng. Còn loại có thể ăn ngay hoặc để 1-2 ngày, nhà vườn bán cho khách sỉ với giá 85 ngàn đồng một ký, tăng 20 ngàn đồng so với vụ năm ngoái. Sở dĩ sầu riêng Lâm Đồng có giá bán cao hơn so với những vùng khác là vì nơi đây đang xây dựng vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao theo hướng Việt Gáp, số lượng sản phẩm không nhiều nên giá tăng cao. Đây cũng là thời điểm đầu vụ nên sản lượng thấp khiến giá đội lên cao. Tại Tiền Giang, thời điểm sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, nông dân dùng ngập lũ đầu nguồn hết sức phấn khởi bởi giá mít Thái siêu sớm luôn giữ ở mức cao, mang lại cho bà con một nguồn lợi kinh tế lớn. Giá mít Thái siêu sớm loại 1 hiện thương lái thu mua giá từ 60 đến 65 ngàn đồng một ký, cao hơn cùng kỳ năm trước từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký. Cây mít Thái trưởng thành có thể đạt năng suất 30 đến 40 tấn trái một năm. Ngoài ra, còn một ưu điểm nữa cần đề cập là mít Thái siêu sớm cho trái gần như quanh năm. Sau một phiên giao dịch giảm, giá cà phê nguyên liệu bất ngờ quay đầu tăng mạnh. Hiện giá cà phê Tây Nguyên được giao dịch ở mức 37 đến 37 ngàn rưỡi một ký. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng chiều nhất 500 đồng, từ 36.600 đồng một ký lên 37.100 đồng một ký. Các tỉnh còn lại ở Tây Nguyên, giá cà phê đang ở mức cao. Giá cà phê ở Tây Nguyên đang được giá, nhưng một mối lo lớn của người trồng nơi đây là thiếu nước tưới trầm trọng. Trong khi nhiều chủ vườn cà phê đang lo lắng điều này, tìm công tưới vườn, thì tại vùng trồng cà phê Lâm Đồng, những vườn cà phê canh tác theo lối thân thiện môi trường đang giúp cây cà phê chống lại cái nắng gay gắt hiện nay. Và đây chính là khu vườn của anh Phước, lại hoàn toàn không phải tốn nhiều công chăm sóc vườn cà phê. Nhờ vào cách nào thì mời bà con cùng ghé thăm khu vườn đặc biệt này. Điều trước nhất nhờ vào vườn bơ trồng xen cà phê mà gia đình anh đã đầu tư mấy năm qua. Cây bơ che nắng, có lượng lá rụng phủ gốc cà phê che mát, giữ độ ẩm khi tưới nước vào và giúp giữ lượng vi sinh vật trong đất. Ngoài ra, chủ vườn cà phê này lại đối phó với nắng hạn mùa khô bằng hệ thống tưới nhỏ giọt.
7 trong tổng số 20 hecta dường đã được lắp đặt hệ thống tưới này. Theo tính toán, cứ mỗi mùa khô để chống hạn cho cà phê, nông dân phải bỏ ra từ 5 đến 10 triệu đồng một hecta cho thuê máy bơm, công tưới, tiền dầu. Với khu vườn 20 hecta như thế này, số chi phí lên đến cả 100 triệu đồng. Nếu không tưới kịp thời, cà phê sẽ khô bông và thất thu. Việc trồng cây che bóng mát hay tưới nhỏ giọt giúp nhà vườn giảm 20-50% chi phí cho công chăm sóc, phân bón, tránh xói mòn đất và đặc biệt giảm áp lực lên lượng nước ngầm. Đây được xem là một trong những cách làm mà bà con chúng ta cần nghiên cứu học hỏi, khi lúc này ngày càng có nhiều nông dân hướng đến lối canh tác cà phê thân thiện với môi trường, đang góp phần thực hiện định hướng xây dựng vùng cà phê bền vững của địa phương. Thưa bà con, thời gian qua, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện các loại dịch bệnh trên diện tích cây ăn trái đã khiến năng suất của các vườn cây ăn trái giảm, hiệu quả kinh tế của các nhà vườn khu vực này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhất là từ sau Tết Nguyên Đán. Đáng chú ý là tình hình sâu đục trái bưởi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đến nhiều vườn bưởi tại huyện Dòng Trơm của tỉnh Bến Tre, khiến cho nông dân hết sức lo lắng. So với cùng kỳ cách đây 2 năm, lượng sâu đục trái sinh trưởng rất nhanh, phát triển với số lượng lớn, ảnh hưởng đến nhiều vườn bưởi tại địa phương. Một số nông dân trồng bưởi huyện Dòng Trơm cho biết, trước đây sâu đục trái thường chỉ tập trung gây hại trên các trái bưởi dừa và bưởi lớn. Thế nhưng ở thời điểm này, những trái bưởi non cũng bị tàn phá, ảnh hưởng đến năng suất các vườn bưởi. Hiện nay dịch bệnh hoành hành không chỉ trên trái bưởi mà các vườn cây có múi khác như cam, quýt, chanh ở huyện Dòng Trơm cũng đều bị sâu đục trái gây hại. Ước tính đến thời điểm này có nguy cơ ảnh hưởng khoảng 80% diện tích vườn cây có múi toàn địa bàn tỉnh. Thưa bà con, liên tục mấy năm cây điều mất mùa, dịch bệnh tràn lan mà giá cả thì không ổn định, trong khi loại cây này là kế sinh nhai của nhiều hộ gia đình ở huyện Đạ Tẻ của tỉnh Lâm Đồng. Không biết xoay sở ra sao mà đất cằn cỗi không thể làm gì được. Tình cờ có một hộ dân được giới thiệu có công ty bao tiêu khi trồng cây sa chi, thế là quyết định trồng. Hiệu quả không chê vào đâu được. Cho đến nay, 10 hộ dân ở hai huyện Đạ Tẻ và Đạ Quay đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty Lai City Trade, tỉnh Gia Lai và trồng gần 15 hecta cây sa chi, bước đầu mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Đặc biệt là công ty đã nhận bao tiêu sản phẩm với giá từ 50-70.000 đồng một ký hạt khô tùy từng thời điểm. Với giá từ 50-70.000 đồng một ký sẽ mang lại cho gia đình và những hộ cùng hợp tác có nguồn thu nhập từ 130-150 triệu đồng một hecta một năm. Hiệu quả kinh tế mà cây sa chi mang lại cho người dân tương đối cao, góp phần giải quyết vấn đề thu nhập so với một số cây truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, hiện tại địa phương chưa có quy hoạch trồng sa chi, nên người nông dân phải cẩn trọng và không nên phát triển loại cây này ồ ạt, tự phát, tránh cung vượt cầu. Theo thống kê của ngành chức năng, trong năm vừa qua, ba huyện phía Nam Lâm Đồng là Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên đã phát triển 5 chuỗi liên kết sản xuất an toàn và tiêu thụ ổn định hơn 6.000 tấn nông sản một năm. Với lợi thế sẵn có, mục tiêu từ nay đến hết năm 2019, ba huyện phía Nam Lâm Đồng tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất đạt các tiêu chuẩn an toàn từ 15 hecta ở Cát Tiên đến 30 hecta ở Đạ Quay và 90 hecta ở Đạ Tẻ. Mỗi huyện xây dựng 1 đến 2 mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, nâng tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng trên địa bàn từ 20-30%. Đặc biệt, 100% sản phẩm nông sản được kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc theo chuỗi liên kết. Đảm bảo trên 98% số mẫu nông sản kiểm định đạt chất lượng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian qua, phong trào ươm ép nuôi dưỡng cá đặc sản bán giống trên địa bàn phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát triển mạnh. Nhờ đó mà nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, có cuộc sống khá giả. Điển hình trong số đó có ông Tăng Văn Trí, ngụ khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Mỹ. Là người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với người nuôi cá, ông Trí rất am hiểu và nắm vững kỹ thuật nuôi cá. Từ quan niệm muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo, một số kỹ thuật giúp cho bà con đang có ý định làm giàu vào việc nuôi cá này. Ông Trí cho biết từ khu đất bỏ hoang, ông đào 3 ao nuôi cá với diện tích mặt nước khoảng 3.000 m2. Cá tai tượng được nuôi theo 2 giai đoạn, ao nhỏ thả cá giống ươm nuôi khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng để cá đạt kích cỡ xuất bán. Một ao để nuôi cá còn lại sau khi xuất bán. Tùy theo kích thước ao mà mật độ thả cá tai tượng sao cho phù hợp. Nếu chật quá cá sẽ chậm lớn, dễ bị bệnh, lây lan nhanh. Theo ông, thu nhập từ nghề ươm cá tai tượng giống cao hơn nhiều so với các nghề khác.
thời gian nhàn rỗi hơn và vốn đầu tư cũng ít. Chia sẻ về kỹ thuật, đây là khâu khó nhất khi phải theo dõi hàng ngày, nhất là độ tăng trưởng của cá, các bệnh trên cá để kịp thời xử lý, đặc biệt chú ý môi trường nước phải thật tốt. Mật độ nuôi cá tai tượng phải tương đối. Hiện nay, ngoài nuôi cá tai tượng giống để tăng thêm thu nhập, ông Trí còn kết hợp trồng 60 gốc dừa xanh lùng xung quanh ao cá. Trung bình một tháng bán một lần, thu trên 4 triệu đồng. Thưa bà con nông dân, tỉnh Lâm Đồng là địa phương canh tác cà chua chủ lực của cả nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, diện tích cà chua bị giảm mạnh. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh gây hại, nhất là bệnh xoăn lá. Chỉ tính trong năm qua thì hàng trăm hecta cà chua bị dịch bệnh trên gây hại. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản mà năng suất cà chua còn bị giảm đáng kể. Làm sao để trồng cà chua hiệu quả, giữ vững nơi có diện tích canh tác lớn nhất cả nước? Một số giải pháp đang được định hướng, mời bà con cùng theo dõi. Phải thừa nhận, canh tác cà chua ở Lâm Đồng ngày càng khó hơn trước, nhất là với những diện tích cà chua được canh tác ngoài trời, dịch bệnh gây hại, đặc biệt là dịch xoăn lá, đã làm ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của bà con nông dân. Thậm chí tại một số vườn, bà con nông dân đành bấm bụng phá bỏ để chuyển sang canh tác các loại cây trồng khác. Kéo theo, diện tích cà chua canh tác thời gian gần đây giảm đáng kể. Hiện trung bình một năm, nông dân các địa phương trong tỉnh canh tác từ 4.500 đến 5.000 hecta cà chua. Xoăn lá nó cây phát triển không được, còi cọc, rồi trái thì sượng hết. Hầu như là bỏ 90% luôn, không sử dụng được nữa. Địa bàn đất cà đô này là bị 76-70% là bị xoắn ngọn. Khi lên từng dây một thì bắt đầu mới bị 1-20% thôi. Khi lên dây tới dây 2 này nè, là bắt đầu nó bị gần như 70-80%. Hiện trung bình một năm, nông dân các địa phương trong tỉnh canh tác từ 4.500 đến 5.000 hecta cà chua, giảm trên 2.500 hecta so với nhiều năm trước. Để có giải pháp xử lý căn cơ tình trạng cà chua bị xoăn lá, bên cạnh việc điều tra thực địa và đưa ra nhiều khuyến cáo, ngành chức năng Lâm Đồng còn phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cà chua tại huyện Đơn Dương, một trong những địa bàn trồng cà chua chủ lực của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Tại vườn cà chua rộng 2.000 m2 này, các kỹ sư chuyên ngành đã triển khai nhiều giải pháp phòng trừ tổng hợp như trồng cà chua trong nhà lưới, xử lý đất, sử dụng nguồn giống đảm bảo, quản lý dịch bệnh, nhất là các loại côn trùng, chích thuốc. Đối tượng chính gây bệnh xoăn lá trên cây cà chua khoa học, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thường xuyên thăm vườn. Với những giải pháp tổng hợp được triển khai ngay từ đầu vụ như thế, cây cà chua phát triển đảm bảo, dịch xoăn lá được quản lý hiệu quả, năng suất cà đạt trên 2,5 kg một cây. Cơ sở hạ tầng hiện nay thì bà con đã sử dụng rất là nhiều cái nhà lưới, thì bà con chúng ta chỉ cần nâng cấp là chúng ta phải nâng cấp cái lưới có cái mét cao hơn, tức là cái số lỗ nó nhỏ hơn, ít nhất là từ 30 mét trở lên để chúng ta quản lý, chúng ta ngăn chặn cả cái côn trùng lây nhiễm từ bên ngoài vào, thì bà con chúng ta có thể là cũng hoàn toàn có thể làm được. Vấn đề thứ hai là hiện nay các cái vườn ươm thì cũng đang dần dần nâng cấp để mà quản lý các cái vườn ươm để sản xuất cây giống sạch bệnh. Thứ ba là các cái giải pháp như là cái bộ sản phẩm cũng như các cái giải pháp để quản lý bộ trí thì bà con hiện nay cũng đã được tiếp cận nhiều và hoàn toàn trên cái, nếu mà chúng ta thực hiện một cách tổng hợp các cái biện pháp thì bà con có thể là từng bước quản lý được cái virus trên cái vườn cà chua. Hiện nhiều giải pháp đang tiếp tục được ngành nông nghiệp triển khai nhằm giúp bà con nông dân quản lý sâu bệnh hại trên cây cà chua, nhất là dịch xoăn lá ngày càng khoa học, hiệu quả kéo dài, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nhà nông chưa nắm rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý, dẫn đến sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật mà hiệu quả phòng trừ không cao. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.